Mỹ ghi nhận số ca nhập viện kỷ lục trong một ngày đua COVID-19. Số ca nhập viện trong một ngày đua COVID-19 ở Mỹ đã lại lập thêm một kỷ lục buồn với 132.646 ca trong ngày 10 tháng 1, cao hơn mức cao nhất được ghi nhận hồi tháng 1 năm ngoái. Số ca nhập viện đua COVID-19 ở Mỹ đã tăng nhanh chóng kể từ giữa tháng 12 với tỷ lệ tăng gấp đôi trong 3 tuần cuối cùng của năm ngoái. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh Omicron vượt Delta để trở thành chủng chính và lây lan trên toàn nước Mỹ. Một loạt các bang đã ghi nhận số ca nhập viện cao kỷ lục từ trước tới nay bao gồm thủ đô Washington, Illinois, Maine, Maryland và Ohio, mặc dù được cho là nhẹ hơn Delta. Biến thể Omicron đang khiến nhiều bệnh viện ở Mỹ quá tải và một số bệnh viện đã phải tạm ngừng các dịch vụ y tế lựa chọn để tập trung điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc điều hành Pfizer, Albert Bula ngày 10 tháng 1 cho biết, công ty này đang nỗ lực cho ra mắt một loại vaccine dành riêng cho biến thể Omicron. Tuy nhiên, Ông Bula cũng cho rằng, có thể loại vaccine này sẽ không cần thiết vì các loại vaccine hiện hành đã có tác dụng giúp bệnh nhân không bị bệnh nặng và phải nhập viện. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế trưởng Nhà Trắng, hồi tháng trước cho rằng hiện chưa cần thiết phải có vaccine dành riêng cho biến thể Omicron. Theo tiến sĩ Fauci, điều cần thiết nhất hiện nay là người dân đi tiêm phòng và tiêm vaccine bổ sung ngừa COVID-19. Mới đây nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã phê duyệt mũi tiêm bổ sung cho trẻ em từ 12 tới 15 tuổi và Mỹ có khoảng 5 triệu trẻ em trong độ tuổi này đủ điều kiện được tiêm, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.